Vào tối ngày 20 tháng 10, Hội nghị và Triển lãm Thế giới số 2020 đã chính thức diễn ra tại thủ đô Hà Nội. Sự kiện là cơ hội để quảng bá và mở rộng thị trường cho các doanh nghiệp Việt Nam với các đối tác trên thế giới và đồng thời giới thiệu hình ảnh đất nước Việt Nam tích cực hội nhập quốc tế. Đây là lần đầu tiên Hội nghị Bộ trưởng Liên minh Viễn thông Quốc tế ITU diễn ra trên nền tảng trực tuyến do Việt Nam phát triển, đã kết nối được các bộ trưởng, lãnh đạo nhiều doanh nghiệp trên khắp toàn cầu trong bối cảnh đại dịch COVID-19 vẫn đang ảnh hưởng ở nhiều quốc gia. Hội nghị Bộ trưởng các nước ITU 2020 tập trung thảo luận về vai trò của công nghệ thông tin truyền thông trong ứng phó với đại dịch, hoạch định chiến lược số trong và sau COVID-19 và định hướng cho quan hệ hợp tác giữa ITU với các quốc gia thành viên trong triển khai các chương trình chuyển đổi số. Phát biểu tại hội nghị, Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam đã nhấn mạnh tầm quan trọng của công nghệ thông tin truyền thông trong quá trình ứng phó với đại dịch tại Việt Nam. Ngay giờ phút này, đồng bào của chúng ta, hàng tỷ người trên toàn thế giới đang phải căng mình chống dịch Covid. Mấy hôm nay, con số nhiễm bệnh đã lên tới trên dưới 400.000 ca mỗi ngày. Muốn chiến thắng dịch bệnh thì nhất thiết phải huy động được mọi người dân cùng tham gia chống dịch. Công nghệ thông tin và truyền thông đã giúp thông tin kịp thời, minh bạch về dịch bệnh và hướng dẫn mỗi người dân phải làm gì để bảo vệ mình và bảo vệ cộng đồng. Công nghệ thông tin giúp việc thực hiện truy vết, quản lý người nhiễm bệnh và những người có nguy cơ lây nhiễm, giúp điều trị hiệu quả hơn và đặc biệt là giúp kết nối quốc tế để tăng cường hợp tác trong nghiên cứu về virus, về kit xét nghiệm, về vaccine. Các bộ trưởng và đại diện ITU cũng khẳng định ITU cần huy động các nguồn lực phối hợp chặt chẽ với nhau để phát triển cơ sở hạ tầng công nghệ thông tin truyền thông, cùng phân tích đánh giá những cơ hội để tăng tốc những nguồn lực kết nối, phát triển ngành và phục hồi nhanh chóng sau đại dịch.